ta đôi vai anh kỳ nào em đâu biết. Mà cuộc sống của anh thay đổi từ khi cô ta xuất hiện. Cô ta biết rằng bên anh đã có em chưa. Cô ta biết rằng người yêu anh là em chưa. Giờ anh bỏ mất em để quan tâm cô ấy. Cô ấy có phải người quan trọng nhất với anh lúc này? Cô ấy có phải người luôn làm anh thấy vui mỗi ngày? Cô ấy có từng đi qua sóng bão, có trân trọng những gì bên nhau hay chỉ là trong nhất.